Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và mình đang có ở đây là hai cái Oppo Reno 2F. Đó, F. Thì đây là một cái phiên bản có thể nói là giá tốt hơn so với Oppo Reno 2. Và nó cũng sẽ có đôi chút sự thay đổi. Vậy thì thay đổi những gì và trải nghiệm của nó mang đến cho các bạn là như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu chia sẻ kỹ hơn trong cái video ngày hôm nay nhé. Tuy nhiên thì ngay từ lúc này các bạn cũng có thể tham khảo cái mức giá của Reno 2F tại 7S. Mình sẽ để link phía bên dưới phần mô tả video và ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta vẫn sẽ có 4 cái camera và vẫn sẽ có một cái nó lồi nhỏ phía bên trên ở đây. Thế nhưng mà bình thường Reno 2, Reno đời đầu đặt ở dưới, thì bây giờ Reno 2F chơi ở trên. Mà nó cũng dị, nhưng mà nó là một cái gì đấy nó tạo sự khác biệt nên cũng khá là thú vị luôn. Mặt lưng đằng sau chúng ta vẫn có tổng cộng tới 4 cái camera tất cả, và chắc chắn camera chính sẽ vẫn có độ phân giải cực kỳ lớn rồi, 48 megapixel. Nói chung là rất ngon. Hay là cái màu sắc ở đây mình sẽ có phiên bản màu xanh này, đẹp, hay màu ở đây nó là trắng, nhưng mà nó cũng sẽ hơi nghiêng sang tông màu xanh một chút. Và nếu như các bạn nhìn kỹ hơn thì chúng ta sẽ có những họa tiết sọc đó, nhìn cũng khá là lạ và bản thân mình đánh giá là nó sáng tạo và nó đẹp. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ vẫn có một cái màn hình panoramic tràn toàn bộ các thứ, và các bạn có thể thấy là trải nghiệm này úi xổ mượt. Và đương nhiên bởi vì không có bất cứ một cái điểm khuyết nào như thế này nên là cái trải nghiệm khi các bạn xem video mọi thứ sẽ thực sự rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà phê bình nhẹ một chút là cái phần cằm bên dưới này nó vẫn hơi dày nhẹ, mang hơi hướng của Oppo F11 Pro hoặc là Oppo K3. Nó không được thanh thoát và nó không được thực sự đẹp giống như là Oppo Reno 2. Nhưng mà chấp nhận thôi, tại vì mức giá của cái sản phẩm này thì nó tốt hơn rất là nhiều mà. Chúng ta sẽ vẫn có vân tay nhúng bên trong màn hình, và các bạn cũng có thể cài đặt mọi thứ đều rất là quen thuộc rồi. Spring ở đây đó, có lẽ là mình không cần phải thử làm gì, tại vì nó cũng tương tự như thế trước đây đến nhà Oppo mà thôi. Và bởi vì nó có vân tay nhúng bên trong màn hình nên cái điểm cộng là nó sử dụng cái tấm nền AMOLED, mang lại góc nhìn rất tốt và màu đen rất sâu. Nói chung là cái này mà dùng để cài phim vào buổi tối thì hết sảy luôn, con vào bảy luôn, tuyệt vời. Có một sự thay đổi tiếp theo nó chính đến từ cái cụm camera. Thì các bạn có thể thấy này, đó, cái cụm camera pop up lần này thì nó giống với cả dòng F11 Pro hoặc là nó giống với cả con Oppo K3 hơn là giống với cả con Oppo Reno hay Reno 2 dùng cái vây cá mập. Có một cái hay ấy, là khi các bạn chuyển ra chuyển vào này, các bạn có thể thấy cái phần pop up nó sẽ có cái đèn LED đó, và các bạn thấy chưa, thậm chí cái đèn LED này chúng ta cũng có thể cài đặt được thông qua ở bên trong, để mà chúng ta có thể thay đổi một vài thứ, ví dụ như là chúng ta có thể thay đổi màu như này này. Thậm chí chúng ta có thể kích hoạt được sound effect lên để mà cho những cái kiểu màu mè các kiểu. Hay là các bạn có thể bật random để mà cho mỗi lần nó hiển thị lên cái camera selfie này thì nó sẽ là một màu khác nhau đó. Lúc màu đỏ, lúc thì lại màu tím kiểu vậy. Nói chung là nó là những cái vui vẻ để giúp các bạn có những cái trải nghiệm thú vị hơn trên cái điện thoại này mà thôi. Cơ bản thì vẫn ok. Còn nói về cái camera đằng sau thì đây, camera selfie đây bỏ qua nhá, không có gì để nói. Camera chính chúng ta sẽ vẫn có một cái camera góc rộng này, đó. Tuy nhiên thì với cái camera góc rộng này mình thấy là nó không mang lại cái siêu macro giống như là Oppo Reno 2, tức là nó cũng sẽ bỏ đi một vài những tính năng nữa, xịn xò hơn của những thế hệ đàn anh. Chúng ta sẽ vẫn có camera tele này đó, và đương nhiên là chúng ta vẫn sẽ có những cái trải nghiệm về quay video, mọi thứ đều rất là ngon. Thế nhưng một vài những cái tính năng như mình thấy là quay video xóa phông các thứ ấy, thì nó lại không còn xuất hiện trên cái điện thoại này nữa rồi. Nên là mình nghĩ rằng là Oppo cũng đã tính toán để mà cho cái dòng 2F nó sẽ bị rút gọn đi một vài thứ, chứ không giữ lại toàn bộ những tính năng cao cấp giống như thằng đàn anh của nó. Đây cũng là một cái điều mà các bạn cũng sẽ cần phải cân đối, nhưng mình nghĩ nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm thực tế của người dùng. Còn nói về phần cứng phía bên trong thì nó đã có sự thay đổi, không giống như là Oppo Reno, Reno 2, K3 gì mà nó lại giống với F11 Pro. Tức là các bạn sẽ có P70 và những cái phiên bản mình đang có ở đây mặc định sẽ có lên tới là 8GB RAM và 128GB bộ trong. Thế chắc chắn là cái trải nghiệm về RAM, về bộ nhớ thì các bạn sẽ không bao giờ phải đắn đo. Thế nhưng với chip P70 thì nó cũng sẽ giới hạn một chút về cái vấn đề trải nghiệm gaming, đặc biệt là một vài những tựa game mà nó không thực sự tốt cho cái nền tảng chip MediaTek, nên các bạn cũng sẽ có thể cân đối một chút. Pin của máy vẫn có dung lượng là 4000 mAh, và chúng ta sẽ vẫn có công nghệ sạc nhanh VOC 3.0 với công suất là 20W, tương tự như thế cũ. Nên là nói chung á, với con Oppo Reno 2F này thì bản thân mình đánh giá là nó là một sự gì đó phối kết hợp giữa Oppo K3, Oppo F11 Pro rồi là Oppo Reno 2, với rất nhiều những trải nghiệm mới, với rất nhiều những kiểu chụp mới, và thiết kế nó cũng đẹp hơn. Thế nhưng nó lại vẫn mang lại những cái trải nghiệm quen thuộc trước đây của những thế hệ cũ như là chip P70 các kiểu tương tự là như vậy, thiết kế cũng tương tự như có Oppo K3. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này, về Oppo Reno 2F? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên là các bạn có thể tham khảo mức giá của sản phẩm này cũng như đặt mua nó tại 7S. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video và ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.